Chào các bạn, mình là Lộc, quản trị viên tại website phầmloclog.com và xulydinhluong.com, cũng là tác giả của cuốn ebook hướng dẫn sử dụng SPSS 26. Trong video này mình sẽ giới thiệu sơ lược về cuốn tài liệu này để các bạn có được cái nhìn tổng quát, coi thử là các bạn có phù hợp với các bạn mua tài liệu này không ha. Tài liệu này thì hiện tại bên mình không có kinh doanh bản cứng nha các bạn, bên mình chỉ có bản mềm là dạng file PDF thôi. Thì khi các bạn mua tài liệu, bên mình sẽ gửi file PDF này cho các bạn qua email nha. Tài liệu này các bạn có thể sử dụng cho các phiên bản SPS từ 20 tới 26 nha. Còn với phiên bản SPS 27 thì nó có một vài cập nhật nho nhỏ, thì trong tài liệu này mình cũng chưa có cập nhật kịp. Nhưng mà đa phần mình check trên phần mềm SPS 27 thì tài liệu này có thể sử dụng gần như là toàn bộ. Nó chỉ có thay đổi một vài chỗ nho nhỏ thôi ha. Tài liệu này có khoảng hơn 300 trang và trình bày theo dạng là 13 chương, thì phần nội dung một tí nữa mình sẽ giới thiệu ha. Rồi đi kèm với tài liệu này thì bên mình sẽ có những cái bộ dữ liệu thực hành. Cấu trúc trình bày nội dung tài liệu của cuốn ebook này gần như là bám vào một cái đề tài theo dạng là mô hình mảng kinh tế tiếp thị ha. Các bạn sẽ có một cái mô hình nghiên cứu, rồi các bạn có bảng câu hỏi, các bạn khảo sát theo dạng 5 hoặc 7 hoặc là 9 mức độ gì đó, rồi các bạn về các bạn tiến hành phân tích. Các bạn đang muốn ứng dụng SPSS cho phân tích những cái đề tài về y học thì cái tài liệu này nó sẽ không có phù hợp ha, bởi vì trong này sẽ không trình bày những cái kiểm định nó chuyên dụng về mảng y học. Bây giờ mình sẽ đi qua từng chương để các bạn nắm được tổng quát nội dung của tài liệu ha. Chương số 1, tìm hiểu một số thuật ngữ thống kê. Khi các bạn làm thống kê này, các bạn làm định lượng thì các bạn cần phải nắm được những cái thuật ngữ, những cái khái niệm để mà các bạn trình bày bài này, rồi các bạn trả lời phản biện trước hội đồng này, rồi các bạn đọc tài liệu thì các bạn biết cái thuật ngữ nó đúng thì các bạn đọc tài liệu các bạn mới hiểu nó đúng được ha. Thì trong này sẽ trình bày một số cái thuật ngữ cơ bản mà các bạn sẽ hay sử dụng. Chương 2 là chọn mẫu trong nghiên cứu, kỹ thuật và kích thước mẫu. Trong chương này thì chúng ta sẽ tìm hiểu lý do vì sao chúng ta phải chọn mẫu này, rồi những cái sai số trong chọn mẫu là gì, các kỹ thuật chọn mẫu, rồi kích thước mẫu của đề tài là bao nhiêu người, chúng ta sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn gì để chúng ta chọn ra cái số lượng người đó ha. Thì trong này trình bày cụ thể nha. Chương 3, mã hóa nhập liệu trên phần mềm SPS 26. Trong chương này chúng ta sẽ làm quen với lại giao diện của phần mềm SPS 26. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo biến, khai báo biến, cách nhập dữ liệu, cách trình bày file dữ liệu Excel đầu vào như thế nào để chúng ta nhập nó vào SPS. Chương 4 là nhận diện giá trị khuyết, giá trị dị biệt và cải thiện dữ liệu. Thì khi dữ liệu mà các bạn thu về á, nó sẽ có những cái giá trị khuyết là giá trị trống, đáp viên không điền nữa các bạn. Thì cái vấn đề không điền này là nó có hai nguyên nhân. Một là nguyên nhân là cái bản chất câu hỏi đó nó phải để trống, và thứ hai là do đáp viên họ quên trả lời cái phần đó. Hai thì câu hỏi nó để trống. Rồi giá trị dị biệt là những cái giá trị mà nó sai lệch, nó khác biệt quá là lớn so với phần chung trong cái tổng thể nghiên cứu của chúng ta hay là một cái mẫu nghiên cứu của chúng ta. Những cái giá trị dị biệt này nó sẽ làm sai lệch nhiều kết quả, nên là chúng ta cần phải phát hiện và loại nó ra khỏi nghiên cứu để tránh cái sự ảnh hưởng của những cái giá trị dị biệt này, nó làm sai lệch cái phần đánh giá kết quả của chúng ta ha. Trong chương này thì tài liệu sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận diện những cái điểm dị biệt để mà loại bỏ nó ra, từ đó mà chúng ta có thể cải thiện được dữ liệu, kết quả kiểm định của chúng ta sẽ tốt hơn. Chương 5, lý thuyết về đề tài nghiên cứu và một cái đề tài thực hành mẫu. Trong chương này thì chúng ta sẽ đi qua những cái lý thuyết về đề tài nghiên cứu này. Rồi một số lưu ý khi chúng ta lập bản khảo sát thì chúng ta cần phải đảm bảo những điều kiện gì để các bản câu hỏi chúng ta là nó phù hợp về mặt thống kê và phù hợp về cái mặt ngữ nghĩa. Rồi chúng ta đi tới cái đề tài nghiên cứu thực hành ha, có một cái mô hình rồi những cái giả thuyết được đặt ra. Chúng ta cũng có bản câu hỏi khảo sát thực hành luôn ha. Chương 6, thống kê mô tả tần số trung bình và kết hợp. Thì trong này chúng ta sẽ mô tả đặc điểm của dữ liệu. Ví dụ như là chúng ta sẽ xuất ra bảng thống kê tần số, tỷ trọng, rồi vẽ biểu đồ cơ cấu. Rồi chúng ta sẽ xuất giá trị trung bình, giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, độ lệch chuẩn của dữ liệu. Chương 7 chúng ta sẽ đi đến kiểm định T-square, quan hệ giữa hai biến định tính. Thì trong chương này thì chúng ta sẽ đi tới lý thuyết này, rồi chúng ta đánh giá xem là các cặp biến định tính nó có ý nghĩa thống kê hay không. Ví dụ chúng ta có hai biến định tính là độ tuổi và thu nhập của đáp viên, thì chúng ta sẽ đi phân tích coi thử là cái độ tuổi với thu nhập này nó có cái mối quan hệ với nhau hay không. Chương 8 là kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach Alpha. Trong chương này một cái quan trọng nhất đó là cái khái niệm về thang đo. Thang đo không phải là những cái Likert Scale 1 đến 5, 1 đến 7, 1 đến 9 nha các bạn. Cụm từ thang đo trong kiểm tra độ tin cậy thang đo Cronbach Alpha nó là mang một cái ý nghĩa khác. Thì trong này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm thang đo, những cái cơ sở nào nó hình thành một thang đo, vì sao cái độ tin cậy thang đo chúng ta sẽ bị vi phạm, và những cái tiêu chí nào trong đánh giá độ tin cậy Cronbach Alpha. Chương 9 là phân tích nhân tố khám phá, để chúng ta coi thử là những cái biến quan sát đầu vào mà chúng ta xây dựng khi đưa vào phân tích thì nó sẽ trích được bao nhiêu nhân tố đại diện. Trong chương này chúng ta cũng sẽ lần lượt đi qua những cái khái niệm này, rồi những cái lý thuyết, những thuyết trích phép xoay chúng ta phải sử dụng như thế nào, tiêu chuẩn trích thì chúng ta cần phải sử dụng tiêu chuẩn nào cho phù hợp, những cái tiêu chí trong đánh giá EFA là gì. Khi phân tích EFA mà nó rơi vào những tình huống không như kỳ vọng thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào, thì trong tài liệu sẽ trình bày một số cái ví dụ ha. Chương 10 tương quan tuyến tính Pearson. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu mối quan hệ giữa một cặp biến định lượng ha. Trong kiểm định G-square thì chúng ta đã tìm hiểu quan hệ giữa một cặp biến định tính rồi, thì tương quan Pearson sẽ cho chúng ta biết quan hệ giữa một cặp biến định lượng. Ở chương này thì chúng ta cũng sẽ nhận diện sớm vấn đề về cộng tuyến của dữ liệu dựa những cái biến độc lập ở trong một mô hình nghiên cứu. Chương 11 hồi quy tuyến tính. Trong chương này chúng ta sẽ đi tới lý thuyết về hồi quy tuyến tính là gì, những cái tiêu chí nào trong đánh giá một phép hồi quy là phù hợp và nó chưa phù hợp. Những cái giả thuyết mà chúng ta đặt ra ban đầu trong chương phương pháp nghiên cứu là biến độc lập tác động lên biến phụ thuộc, thì kết quả hồi quy sẽ cho chúng ta biết là biến độc lập nào sẽ có tác động lên biến phụ thuộc, biến nào không, biến nào tác động mạnh, biến nào tác động yếu, biến nào tác động dương, biến nào tác động âm. Từ đó chúng ta sẽ kết luận là bác bỏ hay chấp nhận những cái giả thuyết nghiên cứu chúng ta đặt ra ban đầu. Chương 12 là hồi quy nhị phân. Tài liệu này sẽ trình bày hai dạng hồi quy là hồi quy tuyến tính và hồi quy nhị phân. Việc chúng ta chia ra làm hai loại hồi quy là tuyến tính với lại nhị phân nó dựa vào đặc điểm dữ liệu của biến phụ thuộc ha. Nếu mà biến phụ thuộc của chúng ta ở dạng định lượng liên tục mà nó không phải là dạng 0,1 nhị phân á, thì chúng ta sẽ sử dụng hồi quy tuyến tính. Còn nếu mà biến định lượng của chúng ta là ở dạng có hai giá trị là 0 với 1, là có với không thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng là hồi quy nhị phân. Trong chương này thì chúng ta sẽ cũng đi qua lý thuyết, những cái tiêu chí trong đánh giá, những chỉ số là chúng ta đánh giá, ngưỡng là bao nhiêu là chấp nhận, bao nhiêu là vi phạm và tính ứng dụng của hồi quy trên thực tế là như thế nào. Chương 13 kiểm định trung bình phân tích phương sai. Trong chương này chúng ta sẽ đi qua khái niệm, cách ứng dụng từng cái loại t-test trong kiểm định khác biệt trung bình của một biến đơn hay là giữa một cặp biến với nhau. Sau đó thì chúng ta cũng đi tới phần one way ANOVA là ANOVA một chiều để chúng ta phân tích khác biệt một cái biến định lượng đối với một cái biến định tính. Ok, đó là sơ lược về 13 chương của tài liệu này. Để đăng ký mua tài liệu thì các bạn sẽ quay lại website ha. Các bạn thấy cái nút màu đỏ đăng ký mua ebook này, các bạn sẽ nhấp vào nha. Trong này các bạn sẽ điền thông tin họ tên, số điện thoại và email. Các bạn vui lòng điền chính xác 3 thông tin này để bên mình có thể xác nhận được nha. Rồi sau đó các bạn nhấn tiếp nè. Trang tiếp theo chúng ta sẽ tới cái phần thanh toán mua ebook, thì các bạn nhớ đọc cái phần phương thức nhận ebook để làm theo quy trình cho chính xác nha. Rồi các bạn sẽ tiến hành chuyển khoản theo tài khoản này. Rồi các bạn tiến hành chuyển khoản mua tài liệu qua thông tin thanh toán ở đây ha. Sau khi các bạn đã điền xong rồi, các bạn đã thanh toán xong rồi thì các bạn sẽ nhấn vào nút gửi để xác nhận là gửi những thông tin đăng ký vừa rồi vào hệ thống của mình nha. Rồi tới đây thì các bạn sẽ gửi email chứng từ chuyển khoản thành công vào địa chỉ là ebookspss@gmail.com để mình kiểm tra, xác nhận và gửi tài liệu cho các bạn. Nếu có thông tin gì chưa rõ về quy trình mua tài liệu, các bạn có thể nhắn giúp mình qua Zalo ở đây để bên mình có thể hỗ trợ các bạn thêm nha. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video.